Xin chào các bạn đang xem thông tin thị trường ô tô xe máy Việt Nam trên kênh YouTube Ô tô giá rẻ. Vì sao người dùng vẫn mê xe Toyota? Những thương hiệu bán chạy như Toyota và Honda đại diện cho những người tiêu dùng phổ thông đang tìm kiếm giá trị tối đa cho chiếc ô tô mới. Được biết, trong tháng 3 năm 2024, một chiếc xe mới trung bình có 54 ngày ở lại các đại lý, trong khi xe điện trung bình dành 70,6 ngày. Ngược lại, người tiêu dùng dường như không thể tìm đủ xe hybrid để mua, vì xe này chỉ có thời gian trung bình 49,5 ngày ở lại đại lý. Theo dữ liệu do IZCars thu thập, tất cả ô tô đều đang phải trả tiền nhiều hơn cho các đại lý. Vào tháng 10 năm 2023, một chiếc xe trung bình có thời gian lưu lại đại lý là 44,4 ngày, ít hơn gần 10 ngày so với một chiếc xe mới trung bình hiện nay. Tuy nhiên, các phương tiện sử dụng động cơ đốt trong và hybrid dường như đang chững lại, trong khi xe điện tiếp tục ngày càng chi tiêu nhiều hơn trước khi đến người mua. Thật vậy, trong số 20 mẫu xe mới bán chạy nhất ở Mỹ vào tháng 3 năm 2024, chỉ có một mẫu xe chạy điện là Volvo XC40 Recharge. Đây là chiếc xe bán chạy thứ 14 trong cả nước vào tháng trước và có thời gian lưu hành trung bình là 30,2 ngày tại đại lý. Điều đó đã khiến XC40 Recharge trở thành mẫu xe điện mới bán chạy nhất trên thị trường. Tiếp theo là xe điện Chevrolet Blazer dành 34,2 ngày cho các đại lý. Volvo C40 Recharge 36,4 ngày, Kia EV9 37,8 ngày và Cadillac Lyriq 40,5 ngày. Mẫu xe mới bán chạy nhất nói chung là Toyota Grand Highlander Hybrid chỉ mất 14,2 ngày để đến được người mua. Điều đó dường như phản ánh hai xu hướng. Thứ nhất, 8 trong số 20 loại xe bán chạy nhất là xe hybrid và 12 trong số đó là Toyota. Cho thấy độ tin cậy và chi phí vận hành thấp là ưu tiên hàng đầu của người mua hàng. Sẽ không có gì ngạc nhiên khi Toyota là thương hiệu bán chạy nhất vào tháng 3 năm 2024. Các mẫu xe Nhật Bản đợi trung bình chỉ 39,6 ngày trước khi được bán ra. Theo sau Toyota là Alfa Romeo 41,8 ngày, Cadillac 43,4 ngày, Honda 44,2 ngày và Jaguar 44,4 ngày. Theo Car Browser, nhà phân tích điều hành của IZCars, những thương hiệu bán chạy như Toyota và Honda đại diện cho những người tiêu dùng phổ thông đang tìm kiếm giá trị tối đa cho chiếc ô tô mới của họ. Ngược lại, các thương hiệu hạng sang, số lượng thấp như Alfa Romeo, Cadillac và Jaguar phản ánh cả nguồn cung hạn chế cũng như nhu cầu cao từ những người mua giàu có sẵn sàng mua những mẫu xe này ngay sau khi chúng đến các đại lý. Lincoln, hãng có thời gian lưu xe trung bình 82,6 ngày ở đại lý, chiếm vị trí dẫn đầu là thương hiệu bán chạy nhất cả nước vào tháng trước. Tiếp theo là Infiniti, 79,8 ngày, Bùi Cừ, 79 ngày, Audi, 75,1 ngày và Ram, 69,7 ngày. Trong số 20 loại xe mới bán chậm nhất trong nước, có 6 loại là xe điện Mercedes EQS Sedan, 129,7 ngày. Ford Mustang Mach-E 105,6 ngày, Mercedes EQS EV 105,5 ngày, Chevrolet Bolt EUV 93,9 ngày, Lexus RZ 450e 93,2 ngày và xe điện Genesis GV 60 91,1 ngày. Hiện các nhà sản xuất ô tô đã bắt đầu phản ứng với tình trạng doanh số xe điện bán chậm bằng cách đưa ra mức giảm giá ngày càng cao hơn. Nguyên nhân ô tô bị mất phanh. Ô tô mất phanh là tình huống không tài xế nào mong muốn trong quá trình vận hành xe. Các nguyên nhân khiến ô tô mất phanh: mất áp suất dầu phanh. Hệ thống phanh ô tô hoạt động dựa vào áp suất dầu phanh. Xe bị mất áp suất dầu phanh sẽ khiến phanh bị chậm, quãng đường phanh dài, thậm chí mất phanh. Thông thường nếu áp suất dầu phanh hạ thấp, đèn báo lỗi phanh trên ô tô sẽ bật sáng để báo hiệu cho người lái. Nguyên nhân xe bị mất áp suất dầu phanh đa phần vì xe bị thiếu dầu phanh. Lý do có thể xe bị rò rỉ dầu hoặc đã lâu không được thêm dầu. Để biết, cần kiểm tra bình chứa dầu phanh. Nếu mức dầu quá thấp so với quy định nên châm thêm dầu vào. Tuy nhiên sau khi thêm dầu, tình trạng mất phanh vẫn diễn ra thì khả năng cao xe đang bị rò rỉ dầu. Có nhiều nguyên nhân gây rò rỉ dầu phanh, thường thấy là phớt cao su hay đường ống phanh bị mòn, rách, hở. Trong trường hợp này tốt nhất nên gấp rút đưa xe đến gara để kiểm tra và xử lý triệt để. Khí lọt vào đường ống dẫn dầu phanh. Nếu cố gắng đạp phanh nhưng phanh yếu hoặc không có tác dụng thì rất có thể đường ống dẫn dầu phanh bị lọt khí vào trong. Khí lọt vào đường ống dẫn dầu sẽ làm tắc nghẽn đường ống, khiến xe không tạo được áp suất đủ để hệ thống phanh hoạt động. Để xử lý xe mất phanh trong trường hợp này, người lái cần tiến hành xả gió hệ thống phanh để loại bỏ các bọt khí trong đường ống dầu. Xi lanh chính bị hỏng. Xi lanh chính đảm nhận vai trò tạo áp suất dầu thắng để hệ thống phanh ô tô hoạt động. Vì vậy nếu xi lanh chính gặp trục trặc, hỏng hóc nặng thì sẽ khiến xe bị mất áp suất dầu thắng, dẫn đến xe mất phanh. Phanh ABS bị lỗi. Phanh ABS là hệ thống hỗ trợ chống bó cứng phanh, giúp đảm bảo an toàn khi xe phanh gấp. Ngày nay hệ thống ABS được trang bị trên hầu hết các dòng xe hơi hiện đại. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS đôi khi cũng xảy ra lỗi. Thông thường hệ thống ABS bị lỗi sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống phanh. Tuy nhiên, đôi khi ABS lỗi làm ngăn cản van nạp, xả thực hiện thao tác đóng, mở khiến xe bị mất phanh. Đây là trường hợp khá hiếm gặp. Thói quen không tốt từ người lái. Xe ô tô bị mất phanh cũng có thể do lỗi của người lái xe.
Trong quá trình sử dụng xe, nhất là khi xe chở nặng, xuống dốc cao nếu người lái liên tục đạp phanh với một khoảng dài, tạo áp lực lớn lên phanh thì rất dễ khiến mạ phanh bị cháy, dẫn đến tình trạng phanh không ăn, phanh bị yếu hay xe bị mất phanh. Do giò phanh liên tục, sự ma sát giữa đĩa phanh và má phanh tạo ra một nhiệt lượng rất lớn khiến dầu phanh bị sôi, làm cháy má phanh. Vì vậy, người lái cần hết sức cẩn thận, không nên giò phanh liên tục trong khoảng dài, gây sức ép quá lớn lên hệ thống phanh. Nếu muốn giảm tốc độ có thể kết hợp sử dụng phanh xe với việc về số thấp để phanh bằng động cơ. Cách xử lý khi xe mất phanh. Xe ô tô mất phanh là một trong các tình huống rất nguy hiểm, bởi khi này người lái rất khó làm chủ được tốc độ xe. Trong trường hợp xe bị mất phanh khi đổ đèo dốc sẽ càng nguy hiểm hơn. Sau đây là phương pháp xử lý khi xe mất thắng. Giữ bình tĩnh. Mất bình tĩnh khi phát hiện sự cố về phanh chỉ làm mất đi thời điểm vàng để xử lý tình trạng mất phanh. Bởi thế, người lái cần phải thật bình tĩnh, luôn quan sát, bật đèn báo khẩn cấp, không hoảng loạn và cũng không chăm chăm vào việc giảm tốc cho xe. Thay vào đó, việc cần làm đầu tiên là quan sát diễn biến phía trước để tránh gây va chạm. Ngay lập tức bật đèn báo khẩn cấp, nháy đèn pha, dùng còi báo liên tục để các phương tiện đang cùng lưu thông chú ý chủ động nhường đường. Giảm nhả chân ga tùy trường hợp. Xe mất phanh là trường hợp không thể sử dụng chân phanh để kiểm soát tốc độ của xe. Cách xử lý khi xe mất phanh được khuyên áp dụng nhiều nhất đó là nhả chân ga hoặc giảm chân ga. Tuy nhiên cũng cần xem xét tùy trường hợp. Nếu đang di chuyển trong đường đông đúc hoặc đang xuống dốc thì người lái không nên nhả chân ga mà chỉ cần giảm ga. Vì nhả chân ga để xe chạy tự do càng khiến xe dễ va chạm với các phương tiện khác, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Đây không phải là thời điểm tốt để thả xe chạy tự do theo quán tính. Nếu xe bị mất phanh khi đang bật chế độ ga tự động cruise control, người lái nên tắt ngay cruise control và giảm ga. Không tắt máy xe. Khi xe ô tô mất phanh tuyệt đối không tắt máy xe. Rất nhiều trường hợp vì mất bình tĩnh, người lái tắt máy xe ngay khi phát hiện xe bị mất phanh. Hành động này cực kỳ nguy hiểm, bởi tắt máy xe sẽ làm xe bị mất trợ lực lái, khiến người lái rất khó điều khiển xe để tránh các chướng ngại trên đường. Thêm vào đó, tắt máy xe nghĩa là xe không còn được hãm bởi động cơ và hộp số. Xe sẽ rơi vào trạng thái chạy tự do theo lực quán tính. Điều này càng làm tình trạng tồi tệ hơn. Chuyển xe về số thấp. Người lái có thể tận dụng phanh động cơ bằng việc chuyển xe về số thấp. Đây là phương pháp xử lý khi xe mất thắng hiệu quả và an toàn nhất. Đối với xe hộp số tự động, người lái chỉ cần chuyển sang chế độ bán tự động, chế độ số thấp hoặc chuyển số qua lễ chuyển số trên vô lăng. Đối với xe hộp số sàn, người lái chỉ cần chuyển cần số về số 1 hoặc 2. Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra đó là nếu xe đang chạy tốc độ cao đột ngột bị ép về số thấp có thể khiến xe bị vỡ máy, làm phá hủy hệ thống chuyển động. Do đó, theo các chuyên gia, khi xử lý xe mất thắng không nên cho xe về số thấp ngay từ đầu. Thay vào đó, hãy chuyển số theo từng cấp hoặc hai cấp. Chẳng hạn, xe đang ở số 5 thì có thể về số 4 hoặc 3, sau khi cảm thấy tốc độ ổn định hơn thì tiếp tục về số 2 hoặc số 1, đạp nhồi phanh liên tục. Dù xe mất phanh nhưng cũng hãy thử đạp nhồi phanh liên tục, bởi có thể xe mất phanh chỉ vì xe chỉ bị mất áp suất dầu phanh tạm thời. Đạp nhồi phanh liên tục có thể giúp lấy lại được áp suất dầu phanh. Sử dụng phanh tay. Ngoài phanh chân, trên xe ô tô vẫn còn một hệ thống phanh khác, đó là phanh tay. Phanh tay được thiết kế để sử dụng khi xe dừng hẳn, nhưng trong trường hợp khẩn cấp cũng có thể dùng phanh tay để tạo lực hãm. Tuy nhiên, nếu sử dụng phanh tay cần lưu ý chỉ sử phanh tay để hãm khi xe đang chạy ở tốc độ càng thấp càng tốt. Bởi sử dụng phanh tay khi xe đang chạy tốc độ cao có thể khiến xe bị khóa bánh, mất độ bám, bị trượt dài trên đường, dẫn đến các tình huống nguy hiểm như xe bị văng, xe bị mất lái. Cảm ơn các bạn đã xem video. Rất mong các bạn hỗ trợ kênh bằng cách bấm đăng ký kênh, bật chuông nhỏ ở bên cạnh để nhận các clip mới hàng ngày. Bấm like và comment ở bên dưới video. Chúc các bạn lái xe an toàn và luôn gặp mọi điều may mắn trong mỗi hành trình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sắp tới.